Dạ, Thái xin kính chào quý bà con, cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, Thái xin kính chúc quý bà con, cô bác, anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Hiện Thái đang có mặt là tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay tiếp tục đi lắp máy lọc nước nha cô chú anh chị. Thì cái máy lọc nước này là mình đã lắp cái thứ tư tại cái tỉnh An Giang mình rồi cô chú anh chị. Dạ, thì ngoại bên kia hôm trước mình đi lắp đó là ngoại 78 tuổi, rồi qua đây là ông bà ngoại 74 tuổi. Dạ, rồi với hai cái chủ nhà, nhưng là không, như họ ngại lên TV á cô chú anh chị, cho nên là họ không có cho mình chia sẻ. Thì hôm nay qua nhà ngoại thì cũng được ngoại chia sẻ, thành ra mình cũng xin phép và chia sẻ nghe cô chú anh chị. Thì cái máy này thì cũng được là anh Nhã, thì hôm trước lắp là bên ngoại, là bên vợ anh Nhã, còn hôm nay lắp cái máy này là bên nội nghe cô chú anh chị. Nó mà cô chú anh chị cùng đi vô nhà lắp cái máy này với mình. Đây. Chào chị. Dạ, thì đây ngoại cũng đã có chuẩn bị nha cô chú anh chị. Thì ở miền Tây mình thì một số nhà thì họ có cái đề bô, có sẵn là cái chỗ để là rửa bát đồ, còn một chỗ thì không có, như nhà ngoại là không có, thì mình phải là bắt buộc mình phải lắp một cái bát của chú anh chị, cái bát rồi mình để cũng như là ở bên nhà mình vậy đó. Thì đây ngoại cũng có chuẩn bị cho mình là cái tấm gạch luôn, nó tấm gạch là mình để lên luôn, để là mình gắp cái máy luôn nghe cô chú anh chị. Thì bên đây mình sẽ để cái thùng và mình để cái máy điện phân, còn bên đây thì mình sẽ để một cái vòi nước. Dạ, thì nó liền với cái máy này luôn, là do cái máy này là máy ion kiềm. Tuy ngoại đã có máy lọc nước rồi cô chú anh chị, đây là ngoại đã có cái máy lọc nước rồi, nhưng mà ngoại cũng phải là ấy thêm là một cái máy ion kiềm để là đảm bảo cho sức khỏe, hoặc là trong nhà đó có người bệnh rốt đó thì uống nó sẽ trung hòa. Nói chung là cái máy này thì nó không có trị bệnh được, nhưng mà nó hỗ trợ nghe cô chú anh chị. Thì bây giờ mình bắt đầu là tiến hành, mình sẽ lắp gắp máy lọc nước cho ngoại. Thì đầu tiên thì mình sẽ can cho nó bằng, rồi mình phan, rồi mình để cái vòi nước lên đây. Thì đây là nguyên một cái phụ kiện là từ công ty gửi về cho mình nha. Đó, thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ tháo ra. Đó, thì nguyên kiểu nguyên siêu đầy đủ nha cô chú chị. Đó. Thì lúc nào đi theo máy thì cũng có là một cái đơn cảm tạ, một cái thư cảm tạ nha, và một cái lọ để là thử nước nha. Đó. Sao con thử nước sao? Dạ, một chút nữa con thử nước cho ngoại coi là nó có 6 loại nước. Ở đây của mình thì nó có 6 loại nước. Cái máy này nó phân tích ra được 6 loại nước. Thứ nhất là nước axit. Nước axit thì mình chỉ để là rửa mặt, rửa tay hoặc là rửa gao đồ đó, nó có là có nó diệt vi khuẩn nha. Cái thứ hai là nước trung tính, là nước đó là nó đầy đủ khoáng. Nước trung tính thì mình có thể mình nấu để mình uống thuốc nè, hoặc là mình pha sữa nè. Mình muốn nấu thì nấu, mình không nấu mình để mình uống luôn cũng được. Rồi nó có nước ion 1, nước ion 2, nước ion 3 và nước ion 4. Nó có tổng cộng 6 loại nước. Khi mà cái chai thuốc thử này của mình á, để vô mình thử thì nó ra 6 cái màu khác nhau. Cái máy nó phân tích nước ra là 6 cái màu khác nhau. Nhưng mà nước mình uống tốt nhất là nước kiềm, là nước ion 1, ion 2, ion 3. Nước kềm đó là nó có cho mình biết cái màu không con? Dạ có, một chút nữa trên máy nó có hiển thị ra toàn bộ màu hết.
ha. Iôn 1 nó ra một màu, iôn 2 nó ra hai một màu, iôn 3 nó ra một màu. Nước trung tính nó ra một màu ha. Và nó mỗi một cái nó một màu khác nhau hết. Dạ, ngoại có cái máy, tuy ngoại có một cái máy lọc nước rồi nhưng mà anh Nhã anh thấy là nó không có nước kìm cho thì nên đó. Là anh, dạ. Mà nó phải chi nó nói trước á thì tao không có cho rồi. Dạ. Nó không có nói, nó đặt xong rồi rồi nó nói là ít bữa là phải cho địa chỉ đi rồi gửi xuống hỏi cái gì. Dạ. Nó nói, là dạ. Nó cần có rồi mà mua rồi con gắn ở đâu nữa đây à. Thì người ta đem xuống rồi người ta tư vấn cho má, người ta cũng tìm cách người ta gắn được. Dạ dạ. Thì nó chợt cái con gì được không biết làm sao. Dạ. Mà không biết cái máy nó bay lớn. Dạ. Thì ừ. thì cái máy đó thì nó bị lớn vậy đó ngoại. Thì nó cái máy nó bị lớn. Dạ. Nó là cái máy này không sao, tại vì ảnh thương ông bà nội, ông bà ngoại. Thì đó, nó già rồi, ăn uống gì cho bao tử nó êm. Dạ. Nó tốt nữa. Ôi, dạ. Anh có yếu lắm à, bà nội ơi. Trời ơi, con ơi, mỗi lần rồng nó dứt á. Dạ. Uống rượu dụ lắm. Dạ. Mà bây giờ tự nhiên cứ phát tâm lên là bỏ ăn chay luôn. Dạ. Giờ không nhậu không gì trần nó mừng không con. Dạ, hồi đó người ta uống rượu là lý do là người ta làm ăn. Làm ăn. À, người ta làm ăn, người ta giao thiệp, người ta mới uống. Còn bây giờ là người ta lớn tuổi rồi, người ta không làm ăn nữa. Nước cho vợ, người ta cho vợ ăn, thì dạ. Nhà cửa. Dạ, cho nên là người ta sẽ không uống nữa. Dạ. Dạ. Dễ gì kiếm được con trai vậy bà nội ơi. Dạ. Bắt đầu là con chuẩn bị con tháo ra, con gắp cho bà nội ha. Dạ. Bà nội năm nay là năm nay nội nhiêu tuổi nội? 76 ông nội. Cũng có tuổi à. Dạ, ông nội 76, bà nội 76 nghe bà con cô bác. Rồi ông ngoại 78, bà ngoại cũng 78. Dạ. Mà ông xui bà xui lớn ngày mấy tuổi? Ông xui bà xui lớn hơn mà nhìn bà xui thấy cũng còn thấy cũng còn còn trẻ lắm nha bà nội. Không có bạc. Ừ, tóc không có bạc đó. Hôm nay bạc chấm. Dạ. Bà là đem thu luôn á. Dạ, con mới qua con nhìn con nói bà. Con nói bà ngoại đâu 78 dữ ta. Ừ, nhìn quá. Thôi ốm thôi. Dạ. Yeah. Tại bà nội bà bệnh, bà ngoại bà bệnh. Bà má hơi ốm. Dạ. Thì ông ngoại bên bệnh thì cũng bị tai biến á. Dạ, tai biến nhưng mà đỡ một cái là còn vệ sinh rồi được. Tự vệ sinh đi rồi được. Rồi đi thể dục rồi cũng bình dạ. Thường nhưng mà ăn kiểu cái là yếu không rồi chưa bệnh á. Dạ. Ông nội này cũng tiểu đường. À, ông nội bên đây cũng tiểu đường tiểu ha. Tiểu dạ. Đường nặng luôn đó. Dạ. Rồi bữa nay ông nội đâu rồi bà nội? Dạ, ông nội đâu có ở trên này đâu, phải cất riêng cho ông. Vậy đó hả? Kế bên nè. Vậy cất riêng cho ông ha. Là ông lên rồi ăn là ông tự nấu luôn rồi. Ông muốn ăn gì ông đi chợ chứ mình mua gì không chịu luôn. Dạ. Khó vậy đó. Ổng ăn tương ha. Tương không hả? Dạ. Ổng đi chợ ổng mua gì vậy? Thì cũng gì rau củ tàu hủ rồi kia mà mình làm thì ông nói là ông ăn không vừa miệng. Dạ. Bây giờ ông còn nấu được để ông tự nấu ông ăn. Dạ. Rồi ông muốn ăn gì ra chợ ông mua. Dạ. Chứ mình mua về ông nói cái món đó mình mua mà ông không ăn. Dạ. Nó khổ như vậy đó. Dạ. Anh Nhã chắc cũng lớn tuổi rồi hả bà nội? Nhã tuổi Sửu á. Dạ. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu năm mấy à? Năm mấy rồi đó. Năm mốt hay năm hai gì đó. Dạ. Chị hai nó thì tuổi Hợi. Năm hai à? Năm hai, năm nay năm hai. Năm hai, chị hai nó là 55. Dạ. Nó 52. Dạ. Rồi thằng kế đó thì tuổi Mèo. Dạ. Thì 3 năm đứa, 6 đứa. À, mình được tổng cộng 6 người con. Dạ, ba trai ba gái. Dạ. Thôi bây giờ già thì cũng khỏe rồi ha bà nội. Giờ con còn cái lo hết rồi ha. Không có, dạ. Không có làm gì nổi nữa đâu. Dạ. Con dạ. Còn phải có người phục vụ, không phải lo nữa chứ giờ đâu mầm nổi. Dạ. Rồi ở thằng thứ tư. Còn thằng Út thì nó có vợ thành phố á. Dạ. Nó có nhà có cửa ngoài giờ nó đâu có về đây. Thì dạ. Thằng thứ tư thì nói chung là như nhớ Út rồi. Dạ, thứ tư là Út rồi ha. Dạ thì con cái chỗ nào làm ăn được chỗ sống được thì sống. Nó dạ. Về đây rồi nó không có công ăn chuyện làm không hợp với nó con. Dạ. Rồi đâu có sống được. Dạ dạ. Chăm ngồi chăm rễ mỗi luôn rồi. Dạ, rồi con cũng cảm ơn bà nội ha. Dạ. Bắt đầu là con chuẩn bị con gấp máy. Thì cái máy thì nó cũng như các cái máy khác hay của chú anh chị.
cũng đầy đủ đồ. À. Thì đầu tiên thì mình sẽ tháo ra, mình lấy phụ kiện ra nha. Dạ 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 dạ, cũng bình thường là ngoại cũng không có gì. Cô thì quên nhớ nữa. Dạ không đó. Sao đâu, dạ rồi cứ ở đây chơi đi, rồi chừng nào rồi cái con hướng dẫn cho bà chị ha. Mình nội dạ nội cũng quả rồi ha. Dạ con cảm ơn bà nội. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình sẽ gáp nghe cô chú anh chị. Anh ông anh mua máy này ổng có hai bên nội ngoại thật là hạnh phúc luôn cô chú anh chị. Nội ngoại còn hết trơn, ảnh 50 mấy tuổi, cha mẹ vợ cũng còn, cha mẹ anh cũng còn, sức khỏe đều tốt hết. Đây thì đầu tiên thì mình gáp xong cái này rồi ha. Tiếp tục đây là cái bộ lọc. Thì cái bộ lọc này là được nhập khẩu từ Nga quý bà con cô chú. Đây. Thì nó có ba cái lọ lọc và một khúc dây. Đây. Bên đây là có cái sách hướng dẫn. Thì cũng như hôm trước mình sẽ tháo ra, mình sẽ lắp nó trước. Cái lỗi này là lỗi số 1. Số 1 thì từ đầu in đi vô. Lỗi số 2. Lỗi số 3. Xong rồi cái lõi kế tiếp đây là một cái phần rất là quan trọng cho chú anh chị. Thì cái giò nước này là được làm từ inox 304. Đây là một cái lọc lọc thô. Cái lỗ lọc thô này mình cũng phải tháo ra ha, nó cũng còn nguyên bọc. Mình phải xé bọc ra ha. Thì cái lỗ lọc thô này cô chú anh chị khi mà mình xài á, khi mà dơ á thì mình tháo ra, mình vệ sinh, mình rửa luôn toàn bộ cái lỗ này hết. Trong lỗ, ngoài lỗ luôn cho nó sạch. Đấy, cái lỗ này là cái lỗ thô. Thì cái ba cái lỗ lọc này thì mình xài nó có thời hạn là 1 năm ha. Năm thì đến ngày thì công ty sẽ điện thoại nhắc cho mình để mình thay đổi ha. Tại vì khi mà mình làm mình gắt xong rồi là mình sẽ gỡ tin nhắn, mình kích hoạt sản phẩm. Thank you.
xong. Thì bây giờ cái này là mình đã ghép xong rồi ha. Nên tiếp tục là mình sẽ làm để một cái bàn và để mình để cái máy lọc lên cô chú. Dạ thì bây giờ cái khâu chuẩn bị của mình là xong rồi nha bà con cô bác. Đây thì không có cái chỗ để thì mình để cho nó bằng luôn cái mặt với cái máy lọc nước bên đây luôn. Mình để lên đây là một cái miếng đá, một miếng gạch bông. Thì mình bắt cái nguyên cái bộ này vô tường luôn. Cái này vô cột nhà luôn ha. Đó. Thì bây giờ tiếp theo một cái khâu nữa là mình sẽ là thử nước coi nó như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ qua đây mình thử cái lượng nước. Rồi. Mình phá nước rồi, chưa thử nước nữa. Mình sẽ mở nước bên đây ra. Mình sẽ thử nước ha. Thì nước ở An Giang mình thì cái pH nó thường là nó từ 40 cho đến 100. Thì để mình thử cái nguồn nước ở đây là nó bao nhiêu. Với hai nữa cái máy mình là nó có thể là mình sử dụng được là pH là từ 40 cho đến là 140. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đó, thì hiện giờ là nó cái nguồn nước ở đây là nó là độ cứng của nó là 97 nha bà con cô bác. Thì cái máy mình đó là sử dụng bình thường. Đây là cây bút là thử cái nguồn nước 97 là mình xài là ok nha, ngon lành luôn. Dạ thì bây giờ là tiếp tục mình sẽ là gắn máy. Đây lắp đặt máy. Thì trong đây thì nó có đầy đủ hết các phụ kiện. Cũng như là cái máy hôm rồi là mình đã gắn vậy thôi chứ không có gì khác. Đây là một cái dồi inox 304. Đó. Kết hợp hai miếng gòn. Đồ xịn đã lắm cô chú anh chị. Vô nó sắc bon à. Đây. Thì ở miền Tây mình á, thì cô bác cũng biết rồi, có nhà thì họ có luôn một cái nhà bếp. Thì trong đó nó có đủ tất cả. Như là nước, đồ có chỗ để sẵn mình vô mình bắt à. Còn không có bắt buộc là mình phải chế như vậy để mình gắn. Cứng nhắc luôn nha. Đây, nó có sẵn các cái đầu đây. Đó, gắn vô. Ok. Ở trên một cái đầu trên. Gắn vô là ok nha. Đó. Nhặn vô là nó sẽ không xì nớt. Khi mình tháo ra thì đây nó có cái khắc đây mình phải nhặn vô. Mình nhặn vô rồi mình mới kéo mình lấy cái khắc ra được. Nó thì cái nguồn nước ở đây ok là bắt đầu mình tiến hành mình lắp ráp máy luôn nha bà con. Đây. Tiếp tục. Đường dây này thì từ đây nó sẽ lên đây. Tất nhiên nước nó qua bên lọc khô. Nó qua lọc khô xong rồi. Nó qua cái lọc, bộ lọc. Bộ lọc này là nhập khẩu từ Nga nha quý ông bà cô chú. Qua bộ lọc nhập khẩu từ Nga rồi nó mới xong rồi mới lên rồi qua một cái máy điện phân nữa. Cái điện phân này nó sẽ phân tích ra được 6 loại nước, nước axit, nước trung tính không, bắt đầu là nước ion 1, ion 2, ion 3, ion 4. Đây nó đã lên đây để cái máy lên nó. Thì mình đã lắp xong được một cái chỗ để cái máy của chú anh chị. Thì bên đây là có sẵn cái máy rồi, mình lắp luôn cái máy này luôn cho nó gọn nha. Đó. Bên đây cái máy mình lắp luôn. Thì trước tiên cái khâu quan trọng nhất nha cô chú anh chị, nhớ mà khi mà kỹ thuật là lắp ráp á thì mình cho nguồn nước qua là mình phải xả cái nguồn nước cho nó sạch. Tại vì cái
cái ống nước này á qua một cái bộ lọc này á, thì trong cái bộ lọc nó rất là dơ, mình phải xả cho nó sạch trước rồi mình mới cho qua cái máy điện phân. Để vô mà nó dính cái màng của tấm điện phân á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái màng, nó sẽ lọc nước không có được cơm nhanh như là mình lúc mà mình xả ra để mình bỏ cặn này nghe cô chú anh chị. Chị mình có cái xô không chị? À, cái xô cái thao gì cũng được chị. Đây, bắt đầu là mình bắt đầu mình cho nước qua nghe cô chú anh chị. Bắt đầu là nó qua cái lỗ lọc thô đây. Dạ, cái thao hay cái xô cũng được hết. Dạ, à, đặng em xả nước ra em bỏ. Nó bắt đầu nước nó vô rồi đó cô chú anh chị. Nước từ cái lọc thô này nó sẽ qua cái lỗ lọc, ba cái lỗ lọc này, rồi nó mới đi ngược lên máy. Nhưng mà hiện giờ á là mình chưa có cho nó đi ngược lên máy ha. Dạ. À, mình có thể là mình cắm điện vô được rồi. À, mình cắm điện bắt đầu nó đã lên. Ê, co chín. Nó nhảy đều 4 chấm. Khi mà có nước qua rồi mình sẽ hướng dẫn chủ nhà sử dụng nha bà con. Dạ thì đầu tiên khi mà trước khi mình lắp vô máy là mình phải xả cho nó sạch hết các nước cặn bã trong lỗ lọc nha quý bà con cô chú. Thì nãy giờ mình xả là nó đã gần đầy một thao rồi, chắc có lẽ là mình phải đổ bỏ hai thao như vậy liên tục đó, để cho nước ở trong nó sạch hết rồi mình mới là gắn vô cái máy ha, cho nó phân tích nước. Đúng là nước mạnh. Nó khi nước nó đã trong như vậy rồi là được rồi đó. Bắt đầu mình sẽ ghim chui. Mình sẽ ghim chui cái máy. Cái máy hiện giờ nó đã lên rồi ha. Nước ở đây mạnh quá mạnh luôn. Đổi là cái dòi nước đó cô chú anh chị, nó mạnh. Dòi nước trên bồn đưa đi xuống thì nó không có đủ áp lực nước. Để ra cái dòi này thì nó nước nó mạnh. Cho nên là nó sẽ dễ vô trong cái tấm điện cực, nó sẽ dễ phân tích nước hơn nha. Đây. Sau khi là mình ok mình đã đổ hết nước rồi, mình bây giờ mình tiếp tục là mình sẽ tháo hai cọng dây dẫn ra. Nước rất là mạnh luôn. À, thì cái máy này là mình gấp là cái máy thứ tư ở tỉnh An Giang nha quý bà con cô chú. Thank you.
Dạ, khi đã gấp xong hoàn toàn nha cô chú anh chị, thì bây giờ mình sẽ làm tới một cái khâu là mình sẽ thử nước. Đây, mỗi mình đã chuẩn bị sẵn 2, 4, 6 6 cái lọ, chuẩn bị cho là 6 loại nước. Thì mỗi một lọ thì mình sẽ nhiễu vô 1 đến 2 giọt quỳ tím để thử nha. Thì cái quỳ tím này là trong máy có kèm theo đó. Thì bây giờ thì mình sẽ thử nước nha cô chú anh chị. Đây, đầu tiên thì mình sẽ xả nước. Thì trước tiên mình sẽ chọn, thì bây giờ mình sẽ chọn nước ha. Thì mình sẽ mở y dông 2. Y dông 2 là mở, là chọn nguồn được tất cả, là nước axit, nước trung tính, y dông 1, y dông 2, y dông 3, y dông 4. Thì đầu tiên mình sẽ thử trước là nước axit. Đây, mình sẽ mở lên axit. Đây, nó đã nhảy lên cái chữ axit rồi ha. Đây, mình sẽ hấn. Đây, nước axit thì nó sẽ có một màu. Đây là màu của nước axit. Dạ, tiếp đến thì mình sẽ chọn là nước trung tính. Nó sao mà tiếng biết thì nó sẽ đã nhảy lên nước trung tính. Đây, nước trung tính nó sẽ có một màu như vậy nha cô chú anh chị. À, tiếp theo mình sẽ chọn cái nguồn nước là y dòng 1. Đây, sau 3 tiếng biết thì nó đã lên y dòng 1. Y dòng 1 nó sẽ có cái màu xanh đậm hơn ha. Đó. Tiếp theo mình sẽ chọn là y dòng 2. Đây, sau 3 tiếng biết thì mình sẽ hứng y dòng 2. Y dòng 2 nó sẽ đậm hơn miếng nữa nha. À, tiếp theo mình sẽ chọn là y dông 3. Đây. Y dông 3 nó sẽ đậm hơn nữa. À, mình sẽ thêm một lọ nữa, mình sẽ chọn y dông 4. Dòng 4 là cái nước uống không được, cho nên là nó sẽ kêu thít thít hoài luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đây là tất cả 6 loại nước: axit, trung tính, y dòng 1, y dòng 2, y dòng 3, y dòng 4. Nó là 6 loại nước. Nó thì hiện giờ máy mình đã lắp xong rồi nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ kiểm tra lại. Mình kiểm tra lại toàn bộ trong máy. Thì trong máy á, thì mình kiểm tra lại. Thì mình kiểm tra coi nó có bị xì nước gì không. Đó. Thì nó hoàn toàn nó ok hết. Thì mình sẽ lắp máy lại nghe cô chú anh chị. Dạ. Dạ, hiện giờ thì nó đã nhảy lên đi dòng 2 rồi. À, uống một cà nước luôn. Mát nha cô chú anh chị. Dạ, thì máy mình đã lắp cho bà ngoại đã xong rồi nha cô chú anh chị. Dạ, thì Thái cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác đã theo dõi video. Dạ, Thái cũng xin chúc quý ông bà cô bác anh chị mình là thật nhiều sức khỏe.
Dạ, thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú mình vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.